Không tí. Mụn dày luôn. Đừng nhăn nha. Đừng nhăn. Năm nay là nhất. Khi giờ mũi kia vẫn còn nguyên 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 kiểu nguyên cái mặt trái của nó đau quá, Là sao? nguyên cái mặt trái của nó đau quá. Mọi nhiều á. Ý là nãy ở dưới nó đau quá, giờ cái mặt trái của nó đau quá. Cứng ghê. Đau lòng. Con để vậy chứ mà bữa nó viêm hết là nó sưng hết nguyên cái mặt luôn á. Chứ không đơn giản vậy đâu. Bây giờ là nó chưa có chuyển qua giai đoạn viêm thôi, hiểu không? Nó cục này viêm nè, cục nào viêm là nó mới thốn, thấy không? Thôi đợi chỗ khác. Là để tuần sau con lên đúng không cô? Chứ thật sự con đau quá. Dán một tí. Dán một Hai tí. cái cầm nó đau quá, sợ chịu không nổi luôn á. Đây đây, đâu lấy cái cầm đâu. Thì nãy lấy á, cái giờ nó đau quá. Dán một tí. Nên ghé tuần sau con lên nha. Dán một tí nữa đi thôi. Cái mặt một dày nhẹ con lần con cả tháng không có đi mà bây giờ không lấy là mẹ la cô, với lại cô cũng
con muốn con mau hết á. Chứ đi vậy mà mất công đi, hiểu không? Chứ không mất công, nó đau quá rồi con chịu còn không có nguyên, nổi luôn. Nguyên một cái mặt như vậy, kén lên. Thấy từ từ cũng được. Không, hoặc là đi ăn cơm đi, rồi lát nữa lại lấy tiếp. Trời ơi, con đi ăn bên quận 1 lận. Gì mà ra ăn gì túc bên đó dữ vậy? Đi ăn với bạn con. Ăn xong xíu con đi về luôn rồi. Vậy là không có được rồi. Phải lấy tiếp. Chứ con nhìn cái mặt con đi, nó dày như vậy. Tôi ráng chứ. Lần nào lên lấy bụng cũng xin chừa lại hết. Ừ. Lần nào nó cũng đau chưa. Lần nào lên cũng xin chừa lại hết. Cô gái cố gắng cô lấy cho con hết rồi. Cô cũng đói bụng nè, sáng giờ cô cũng đi khám bệnh, cô chưa ăn cơm sáng luôn á. Mà cô phải ráng làm cho con á. Dạ. Cô muốn mau hết mụn, con cứ mỗi lần lên là con cứ đòi chừa mụn lại không à. Vậy thì chết rồi. Bởi vậy nó không hết. Chừa ta chừa ít. Còn cái này còn nguyên mặt đòi chừa làm sao mà được. Đúng không? Dạ. Ta chừa khoảng, ví dụ như ta chừa khoảng 10% hoặc là 20%. Còn cái này cũng còn tới 50-60% mà. À, nhiều vậy. Bên này nó nhiều. Hiểu vấn đề không? Hiểu. Không có giống bên kia. Nãy cô nói con rồi mà. Bên kia nó ít hơn bên đây. Đi lấy mụn, ta mong cho lấy hết mụn con rồi. Suốt ngày đòi chừa mụn nó lại. Nó đeo. Dán lên. Cái đợt dịch á là cái mặt con nó chuyển qua giai đoạn viêm. Còn bây giờ là nó đang chưa có qua giai đoạn viêm lắm. Yeah. Con biết á, bị mụn viêm á, lấy nó đau gấp 100 lần so với bị bụn vậy, con hiểu không? Yeah. Mụn viêm là từng nốt nó bị áp xe lên, nó thành như một cái ổ luôn. Nó tạo thành như một cái ổ. Hiểu không? Yeah. Đấy, nó đau gấp 10 lần so với cái mụn này. Cho nên là nó chưa chuyển qua giai đoạn viêm thì thôi ráng đi.
cô đừng sợ xuống chỗ dưới đó không được cô. Ok. Nhưng mà dưới đây con mụn, bị mụn viêm luôn rồi con à. Cục nào cục nấy như hạt gạo luôn. Trừ lại mai mốt nó còn bị viêm lên con hiểu không? Thì phải giữ da sạch, rửa mặt sạch. Rửa mặt kỹ vô tí. Rồi. Ta nghỉ một phút.